Vâng, xin chào mọi người. Chào anh Andy. Vâng, chào anh David. Chào tất cả mọi người. Chúng ta lại trở lại với việc phân tích của Ergo. Trong tuần vừa rồi, chúng ta thấy được đêm thứ 6 có một bước nhảy vọt của đồng Euro. Tuần vừa rồi, chúng ta đón chờ rất nhiều các thông tin. Ngài Macron đã trúng cử của cái việc làm Tổng thống nước Pháp. Đáng lẽ là Euro sẽ phải tăng rất mạnh. Nhưng mà sự điều chỉnh giảm thông qua cái việc Euro vẫn xuống thông qua cái đồng bảng xanh nó quá là mạnh khiến cho Euro vẫn xuống. Và lần này thì tôi thấy rằng là Euro đã vượt qua đám mây Ichimoku, các đường giá và các cái xung lực hỗ trợ 74 và 42 ADX và RSI 74 khiến cho Euro rất mạnh. Thì anh Eddie, anh có thông tin gì về Euro trong tuần tới không ạ? Và những dự đoán về Euro tuần tới? À vâng, thì trong tuần tới Euro cũng không có nhiều tin tức chính. Chủ yếu là những cái tin tức về tuần trước. Vâng. Khi mà thắng cử của Macron vâng. Thì đã làm cho cái sự thất vọng nhà đầu tư một chút. Thì Euro có giảm nhẹ nhưng mà chốt phiên cuối tuần Euro đã tăng lên rất mạnh và đang đóng cửa mức cao. Vâng. Là trên biểu thị kỹ thuật như vâng. Này Euro xuống tuần này là tiếp tục tăng. Vâng. Tiếp tục tăng, tôi thấy Bollinger Band mở ra, Ichimoku bắt đầu đổi màu, cũng như là đưa ra được những cái tín hiệu của Ichimoku rất là mỏng lúc này, khiến cho giá Euro bật lên mạnh mẽ. Ngày mai dự đoán là sẽ có một cái gap lên rất là mạnh khi mà đồng bạc xanh trong tuần vừa rồi là suy yếu vào cuối tuần từ cái việc mà ông Trump cắt chức giám đốc cơ quan FBI. Từ đấy chúng ta thấy được Euro có một đợt sụt giảm mạnh khiến cho nó hỗ trợ cho đồng Euro tăng lên. Thì anh Eddie, anh có thể thấy được đồng Euro trong tuần tới thì có thể chạm các cái mức giá mà nó đã chinh phục, liệu nó đã chinh phục trong tuần trước nữa hay không ạ? Tức là 1.10112 ạ. 1.012 thì là cái mức sáng cao ạ. Tôi vâng. Nghĩ là Euro sẽ nên test cái mức đầu tiên ở cái ngưỡng 1.0940. Vâng, 1.0940. Ngưỡng mà Euro có thể test trước. Vâng. Cái việc mà chúng ta thấy được là đáng lẽ là ông Macron trúng cử tổng thống, ông ta ủng hộ cái việc giữ lại Liên minh châu Âu và có một cái khối khăng khít bền chặt khác với lại cái bà đối thủ của ông ta, tức là bà đấy rất mong muốn là có một cái Brexit để tách rời châu Âu. Vậy thì liệu rằng là những cái lời đồn đoán mà những cái nhà đầu tư còn mang tính chất là kỳ vọng vào ông Macron tăng cho Euro tăng và đã trúng cử, thì liệu trong tuần tới nó có một tạo đà hưng phấn hay không ạ? Tôi nghĩ là Euro thì đang được hỗ trợ bởi nhiều tin tức. Thứ nhất là từ cái việc mà cộng đồng chung Euro ấy thì đã giá hạn cái việc trả nợ của thế nào. Vâng. Thứ hai là những cái động thái của nhà đầu tư khi mà người ta tin tưởng vào cái chính sách của chính quyền mới của ông Macron. Vâng. Và tiếp theo là sự suy yếu của đồng bạc xanh khi mà cái tin CPI ngày thứ 6 ấy vâng. Thì đã ra một chỉ báo xấu. Vâng. Thì là tôi nghĩ là hỗ trợ rất nhiều từ những tin tức cơ bản và từ đồ thị kỹ thuật thì tôi thấy Euro sẽ tăng tiếp. Ok. Đồng ý với lại anh Eddie về các cái tin tức mà ảnh hưởng đến Euro trong tuần tới. Và nhà đầu tư có thể xem xét các cái kênh mua khi mà chúng ta đón chờ cái sự điều chỉnh của đường giữa của Bollinger Band. Chúng ta chờ cái sự điều chỉnh và bắt đầu thực hiện một cái kênh mua ở điểm này. Khi điểm mua bắt đầu được xác định sự điều chỉnh, tôi nghĩ rằng nó ngày mai sẽ có một gap và điều chỉnh từ 1.019 lên để chinh phục các cái mức cao. Mức cao thứ nhất là chúng ta thấy được cái mức cao ở 1.09307. Mức cao thứ hai là chúng ta sẽ đón chào ở các cái mức là 1.009. Từ đó chúng ta suy ra được là trong cái tuần tới thì các cái mức của ADX 42, RSI 74 khiến cho đó là một vòng vùng mua và Euro có thể đón chào sự mạnh mẽ của việc ông Macron cũng như là một số các cái thành viên Liên minh châu Âu được sự ủng hộ để cho Euro tăng giá. Xin được cảm ơn anh Eddie và chúng ta sẽ tiếp tục với một video của đồng bảng Anh ạ. Chào anh David, chào các bạn.